Hello, xin chào anh chị em. Ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp lại nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn cùng một vấn đề. Đó là chúng ta sẽ kiểm soát cái hồ coin của chúng ta như thế nào. Và khi những em coin của chúng ta nó bị bệnh ấy, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào trong cái lúc mà phát hiện ra, khiến cho chúng ta không bị hoang mang cũng như là mất bình tĩnh anh chị em nhé. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ cùng bàn về cái chuyện kiểm soát hồ cá của mình nuôi nó như thế nào cho nó hợp lý. Thì cái việc đầu tiên thì các anh chị em cần có một cuốn sổ. Nếu mà anh chị em nào nuôi chơi thôi, hoặc là nuôi theo cái kiểu là phong trào, thì anh chị em cũng không cần phải lo lắng quá về việc này. Giá trị cá của mình nó cũng không cao, và mình chỉ cần nắm vài cái thứ căn bản thôi là mình có thể nuôi được. Hơn thế nữa thì cá Việt thì nó cũng dễ. Còn nếu như anh chị em nào nuôi những dòng cá F1 hay là những dòng cá Nhật, hay những dòng cá nó đắt tiền, thì anh chị em cũng cần chú ý là trước tiên là mình có một cái cuốn sổ tay. Cái mục đích của cuốn sổ tay này làm cái gì? Đó là mình khi mà cá nó bị bệnh ấy, thì mình sẽ coi lại cái cuốn sổ đó, xem là trong cái thời gian đó mình đã bỏ những cái loại thuốc gì, mình bỏ muối bao nhiêu, mình đã xử lý cá qua những cái bệnh gì rồi. Đó. Ví dụ như là có những cái loại thuốc như là vitamin chẳng hạn, mình đã bỏ trước vào đó rồi, mà sau khi mà cá bệnh mà mình lại dùng một cái loại thuốc điều trị vào, thì cái loại vitamin đấy nó lại có cái công dụng đó là phân giải cái những cái loại thuốc, thế nên là nó dẫn tới cái việc là chúng ta điều trị nó không có hiệu quả. Đó là như vậy. Thế thì nó dẫn tới cái việc là điều trị bệnh nó mất tác dụng hoặc là nó kém hiệu quả. Thế nên là cái việc nếu anh chị em nào cẩn thận thì anh chị em sẽ có một cuốn sổ ghi lại như vậy. Cái thứ hai là chúng ta cần phải test cái chỉ số nước định kỳ, test nước. Test nước này bằng cách là ở trên thị trường bây giờ người ta bán rất là nhiều những cái bút thử đo độ pH. Đấy là những cái bút căn bản, nó cũng giá nó cũng khá rẻ thôi, nó tầm khoảng độ 200-300 gì đấy. Hoặc là những cái loại bút nó test cả những cái chỉ số nồng độ muối, nồng độ pH, nồng độ KH, nitrate, rồi NH3, NO2 vân vân. Đấy thì những cái bút đấy thì nó đắt tiền hơn, nó tầm 800 cho đến hơn 1 triệu một cái. Thì tùy vào cái mục đích cũng như là tùy vào con cá, những cái em cá anh chị em nuôi mà anh chị em có thể chọn. Tốt nhất là tối thiểu nhất thì anh chị em nên có một cái bút pH giá tầm khoảng độ là 200-300 gì đấy là hợp lý, để anh chị em biết được là cái nước của hồ mình, cái chỉ số nước nó như thế nào, hồ pH nó ra sao anh chị em nhé. Rồi tiếp theo là cái việc thay nước định kỳ cũng rất là quan trọng trong cái việc là kiểm soát hồ coi. Cái thay nước định kỳ này nó giúp cho con cá của anh chị nó phát triển tốt. Cái thứ hai là những cái mầm bệnh nó được xả ra dần qua những cái ô lắng, hay là cái việc mà các anh chị em vệ sinh những ngăn lắng, ngăn lọc. Vì rất là nhiều anh chị em khi mà vệ sinh ngăn lắng, ngăn lọc thì thường mang những vật liệu lọc ra rửa, xịt rửa, và họ cũng rửa qua những cái dung dịch như là thuốc tím, hay là những cái dung dịch như chloramin T để họ khử khuẩn cho những cái vật liệu lọc đó, sau đó họ rửa sạch lại và họ thêm vào hồ lọc, thì nó cũng được bớt đi phần nào những cái mầm bệnh. Rồi cái việc thêm nước mới thì nó cũng giúp cho cái việc cân bằng KH trong hồ các anh chị được ổn định. Vì cái việc cân bằng KH trong hồ này thì nó cũng đồng thời cái việc là nó sẽ cân bằng lại cái độ pH trong hồ của anh chị. Vì hồ tuột pH thì do KH nó yếu anh chị em nhé. Nên nếu mà các anh chị một tuần hoặc là định kỳ các anh chị thay nước thì nó sẽ giúp ổn định cái cân bằng cái độ KH trong hồ, và như thế cái độ pH nó cũng được cân bằng. Thực ra thì cái việc mà cái độ pH nó bị biến động hoặc là trong hồ nó xuất hiện nhiều những cái khí NH3, NO2 thì một phần cũng do cái việc là nước quá lâu chúng ta không thay, hoặc là chúng ta không thêm nước mới. Đó là cái việc mà anh chị em cần chú ý. Hoặc là khi mà trời mưa xuống chẳng hạn, mưa dài ngày hoặc mưa một cơn to xuống chẳng hạn, thì cái chất độc ở trong nước mưa hoặc là cái việc axit hoặc là các bụi bẩn nó cũng cuốn vào hồ, nó rơi vào hồ, hoặc là nước mưa nó chảy từ trên thành trên mái xuống nó cũng rơi vào hồ, nó làm cho cái chỉ số nước nó thay đổi. Thế nên là cái độ KH nó mất cân bằng, một cái là pH nó sẽ mất cân bằng theo. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta cũng phải chú ý đến cái việc là cho ăn theo cái liều lượng nó đúng với liều lượng của cá của mình. Cho ăn nhiều quá hoặc cho ăn ít quá thì nó cũng ảnh hưởng đến con cá. Ví dụ cho ăn ít quá thì nó ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và sự phát triển của cá. Còn cho ăn quá nhiều thì nó lại gây ra cái việc là cá nó sẽ gặp nhiều những cái tình trạng, hoặc là dẫn tới việc cá nó bị bệnh do thức ăn nó quá nhiều, đường ruột nó không xử lý kịp, nó gây đến là rối loạn hệ tiêu hóa. Cũng như cái việc là thức ăn dư thừa nó trôi vào trong cái hệ ngăn lọc của anh chị, nó dẫn tới cái việc ủ cái mầm bệnh trong đó.
Thì đấy là cái điều mà cho ăn cũng phải đúng. Thì anh chị có thể tìm hiểu trên kênh thì cũng có cái video về cụ thể liều lượng cho ăn cá bao nhiêu cm, nặng mà dài bao nhiêu, rồi nặng bao nhiêu thì cần cho ăn cái liều lượng bao nhiêu, thì anh chị em cũng có thể tham khảo thêm. Rồi tiếp theo anh chị cũng cần có một cái cân tiểu ly, người ta gọi là cân vi lượng đấy ạ. Thì nó giúp cho anh chị an toàn trong cái việc đánh thuốc. Rất nhiều những cái loại thuốc mà các anh chị cần phải đánh chính xác, ví dụ như là thuốc tím hay là chloramin T vân vân, thì các anh chị cần phải có một cái liều lượng chính xác để mình có thể là ví dụ khử khuẩn định kỳ chẳng hạn dùng bao nhiêu gam, rồi đánh phòng bệnh chẳng hạn dùng bao nhiêu gam. Vì rất nhiều những anh chị thường hay đánh theo cảm tính. Ngày xưa thì Long cũng thế thôi, mới đầu thì mình hay dùng những cái thìa sữa chua ấy, mình cứ mặc định nó là tầm 1 gam đến 1 gam rưỡi một cái thìa sữa chua đấy, mình đánh theo cái kiểu là cảm tính. Nên lắm khi là nó gây ra những cái tác dụng ngược. Đó là thứ nhất là nếu thiếu thì nó lại gây ra cái việc trị bệnh nó kém hiệu quả. Còn nếu mà vô tình nó lại thừa ra cái liều lượng thuốc thì nó gây ra cái việc cá nó bị sốc thuốc. Đó, thế nên là nó cũng rất là quan trọng để các anh chị em có thể là giúp cho cái việc trị bệnh của mình nó hiệu quả với cái cân tiểu ly. Và cái vấn đề tiếp theo đó là vitamin và khoáng, thì anh chị em cũng cần chú ý đó là không phải đánh nhiều là tốt. Mình cũng phải cần đánh theo đúng cái liều lượng, theo cái chỉ định ở trên cái những cái hộp, ví dụ như hộp vitamin C dạng bột và hộp vitamin khoáng chẳng hạn, thì cần đánh bao nhiêu, liều lượng bao nhiêu người ta đã ghi trên thân hộp rồi. Anh chị em cần chú ý để đánh trong ví dụ trong 1 tuần chẳng hạn, đánh 1 đến 2 lần chẳng hạn, người ta đã ghi rõ chỉ định rồi. Thế nên mình không nên dùng quá nhiều, không nên dùng quá liều, thì nó khi mà thừa ra thì nó lại gây ra cái chất độc, ví dụ vitamin C chẳng hạn, đánh quá nhiều thì nó lại trở thành một cái chất độc, nó tác dụng ngược lại cá khiến cho cá nó bị sốc. Đó, thì đó là cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải bàn đến việc là kiểm soát hồ coi của mình, có vài cái điều căn bản như vậy thôi, nó không có quá phức tạp. Đó, cái thứ hai mà chúng ta sẽ bàn đó là việc là khi cá của mình nó bị bệnh thì mình cần làm gì. Cái việc này thì anh chị em là cần phải bình tĩnh trước tiên. Rất nhiều anh chị em hoang mang cũng như là rất là nhiều anh chị em bị mất bình tĩnh, và lúc này thì mình thường hay làm theo cảm tính. Ví dụ như là rất nhiều anh chị em theo cảm tính đó là quăng muối lung tung và sử dụng theo thuốc kiểu lung tung. Thế này anh chị em cũng chú ý là muối là người ta thường hay gọi là thần dược. Nó cũng là một loại thuốc điều trị cho cá, nhưng nếu sử dụng muối quá liều thì nó dẫn tới cái việc là con cá nó bị sốc và nó ảnh hưởng đến nội tạng trong cơ thể của con cá. Thế nên mình cũng phải đánh đúng liều, đúng lượng, chứ không phải là mình có thể là quăng vô tùm lum được. Ví dụ như là trị những cái bệnh đơn giản thì muối nó chỉ cần ở cái mức độ tầm khoảng độ từ 4 đến 5 kg. Nhưng với cái những cái bệnh mà nặng như là lở loét hay là những cái bệnh như là nấm mang chẳng hạn thì muối nó chỉ dao động, anh chị em đánh ở mức dao động từ 5 cho đến 7 kg là tối đa. Còn không thể đánh nhiều hơn được, mà đánh nhiều hơn thì nó gây ra một cái tình trạng đó là bị nhiễm độc muối. Vì muối là một cái chất dẫn rất là tốt, khi mình dùng đúng liều và mình dùng kết hợp muối với thuốc thì muối nó sẽ là một cái chất dẫn, nó giúp cho cái việc là thẩm thấu vào cơ thể con cá, giúp con cá trị bệnh rất tốt. Nhưng mà nếu khi mình dùng quá liều thì đâm ra là cái việc mà nó gây ra cái tác dụng ngược, anh chị em nhé. Và tiếp theo mình cũng cần chú ý là khi sử dụng muối thì mình sẽ sử dụng với những cái loại thuốc như thế nào. Vì có những cái loại thuốc nó không cần dùng chung với muối để trị bệnh, mà nếu dùng với muối thì nó gây ra tình trạng nó tác dụng ngược, ví dụ CX247 chẳng hạn, trị khuẩn đơn bào chẳng hạn, thì nó không dùng chung với muối. Đó. Hoặc là ví dụ như là gelatin chẳng hạn, cái đây là loại kháng sinh dành riêng cho cá chẳng hạn, thì nó lại không dùng chung với lại vitamin C dạng bột. Đó. Thì anh chị em chú ý là mình không thể là quăng tùm lum được, hoặc là những cái loại vitamin không dùng chung với thuốc được, tại vì có những cái loại vitamin nó lại gây phân rã, và cái thuốc anh chị đánh vào nó làm đi mất tác dụng của thuốc khi trị bệnh. Đó. Thế nên là khi mà mình phát hiện ra con cá mà bị bệnh thì việc đầu tiên đó là anh chị phải bình tĩnh để mình có thể phân tích được. Ví dụ như là có cái lắm cái bệnh của cá, ví dụ như cá cạ mình chẳng hạn, thì nó do rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do thời tiết, có thể là do độ pH trong hồ, độ cát nó không ổn định. Thế thì lúc này chỉ đơn giản là cái việc là chúng ta chỉ cần thay nước thôi. Đó, và chúng ta thêm muối theo liều lượng đúng chỉ định, thông thường là từ 1 đến 3 kg tùy anh chị em. Ví dụ anh chị em là nuôi hồ bán tự nhiên chẳng hạn thì anh chị em có thể không thêm muối, hoặc là thêm muối vì liều lượng rất là ít, từ 0,5 cho đến 1 kg thôi.
Còn với những cái hồ truyền thống thì anh chị em thêm tầm từ 2 đến 3 kg để ổn định lượng nước trong hồ. Thế thôi, để duy trì. Chỉ cần thay như vậy thôi là chúng ta có thể cân bằng được cái độ KH rồi. Và cái độ NH3, NO2 trong hồ nó được cân bằng. Và dẫn tới cái việc là nó cân bằng được cái độ pH thì con cá nó không gạ mình nữa. Hoặc là độ pH nó cao quá, thấp quá, lúc này nó được cân bằng. Và lúc này con cá nó ok và anh chị em không cần dùng thuốc. Đó, đôi khi có những bệnh nó rất là đơn giản như vậy thôi. Nên chúng ta cần phải bình tĩnh. Cái thứ hai là khi mà chúng ta thay nước rồi, chúng ta test nước mà chúng ta cảm thấy nó ổn định rồi mà con cá vẫn cạ mình, thì lúc này nó nguyên nhân từ đâu thì anh chị em chỉ cần phán đoán hai việc. Thứ nhất là nó có thể là do nó bị ký sinh đó, hoặc là thứ hai là nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Ký sinh và khuẩn thì nó có nhiều dạng. Nếu mà anh chị em lúc này là không phán đoán ra được cụ thể nó là bệnh gì thì anh chị em chỉ cần theo dõi là ví dụ như ký sinh chẳng hạn, cá nó thường hay cạ mình này, và là hoặc là nó cũng có thể là nó lao ra ngoài hồ. Thì lúc này nếu mà không biết rõ bệnh gì thì anh chị em chỉ cần mua những cái loại điều trị những cái bệnh ký sinh thông thường nhất để anh chị em có thể đánh. Ví dụ những cái loại tổng hợp, những cái thông thường để anh chị em đánh vào. Cái này nói chung là hên xui nhưng mà nó cũng giảm bớt được cái phần nào trong cái quá trình mình tìm hiểu bệnh của con cá. Hoặc là những cái bệnh nhiễm khuẩn thì anh chị em cần lưu ý đó là hầu hết những em cá bị nhiễm khuẩn thì thường nó đều bị lở mình, lở loét, nó bị đỏ mình. Và lở mình. Đấy. Thế thì lúc này chỉ cần là các anh chị em mua kháng sinh để các anh chị em xử lý thôi. Ví dụ kháng sinh đơn giản nhất mà không ảnh hưởng đến cá, mà không gây cho cá lờn thuốc, đó là gelatin. Thì anh chị em có thể dùng cái loại kháng sinh này thì nó an toàn hơn cho cá rất là nhiều. Để cho cái việc là con cá của anh chị em nó giảm bớt đi phần nào khi trị bệnh, để các anh chị em tìm hiểu cụ thể bệnh để các anh chị em xử lý. Còn cụ thể những cái bệnh như thế nào, dấu hiệu ra sao, nguyên nhân như thế nào dẫn đến cái việc dẫn ra bệnh đấy thì anh chị em có thể lên kênh trong cái phần danh sách phát, thì Long có làm một cái danh sách các bệnh ở cá coi, thì anh chị em có thể vào đấy xem. Hoặc là trên kênh Long có làm một series về tất cả các bệnh, thì anh chị em tìm hiểu là nguyên nhân dẫn nào dẫn đến cái bệnh đấy và cách điều trị bệnh đấy nó như thế nào. Trước Long làm video, những cái video đấy rất nhiều anh em nói là sao khi làm video trị bệnh mà không chỉ luôn cách trị bệnh đi, mà cứ nói dài dòng về cái việc là tại sao cái hồ này dẫn đến việc cá trị bệnh, nguyên nhân từ đâu, cách phòng như thế nào, rồi mới nói cách trị bệnh. Nhưng mà anh chị em không hiểu rằng một vấn đề đó là khi con cá bị bệnh thì mình xem lại cái quá trình mình nuôi, mình so sánh với cái việc là với cái bệnh đó là nguyên nhân nào dẫn đến cái bệnh đó, và nguyên tố nào nó ảnh hưởng tới, nó dẫn tới cái bệnh đó, thì sau này mình điều trị nó mới dứt điểm được. Và khi điều trị cá xong, mình xử lý cái việc nguyên nhân đó, thì con cá của mình cái việc nó nguy cơ nó gặp lại cái bệnh đó sau này nó sẽ được giải trừ đi, và anh chị em sẽ an tâm hơn đó. Vậy thì một vấn đề rút ra ở đây là khi con cá bị bệnh thì anh chị em không cần vội vàng quăng tùm lum thuốc hoặc dùng quá nhiều cái loại thuốc. Anh chị em hãy bình tĩnh. Việc đầu tiên là chúng ta cần thay nước để chúng ta cân bằng lại cái độ KH, thêm muối theo cái liều lượng để anh chị em có thể xem diễn biến của con cá của mình như thế nào. Vì thực chất là khi anh chị em thay nước và các anh chị em duy trì cái độ nước ổn định thì con cá nó có bị bệnh thì nó cũng không chết ngay được. Nên anh chị em không cần phải lo. Lúc đó thì anh chị em có thời gian để các anh chị em có thể trao đổi với những người có kinh nghiệm mà chị em quen biết, hoặc là trong những cái hội nhóm xem cái tình trạng cá của mình như thế này thì xử lý như thế nào và nó bị bệnh gì. Từ đó thì anh chị em có thể đưa ra những cái loại thuốc cụ thể để điều trị bệnh nhá. Ok, nên ngày hôm nay chúng ta chia sẻ đến đây thôi. Rất là cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Có những câu hỏi gì thì anh chị em có thể inbox và chúng ta có thể trao đổi, giao lưu với nhau và chia sẻ với nhau. Để giúp cho những cái hồ cá của mình nó phát triển tốt, những cá của mình nó khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.